Thành đã không chuyền bóng ra biên cho Văn Toàn. Quang Nam, Xuân Tâm, Quang Nam đang nằm sân, Xuân Tâm, Văn Đông. Tình huống đá bóng ra ngoài biên của Ngọc Sơn. Có vẻ như Quang Nam đã bị đau sau một tình huống va chạm không bóng. Hành động như vậy là Quang Nam đã va chạm cùng với trung vệ Văn Thiết. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem quyết định cuối cùng của trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn. Một tình huống mà trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn đã phải trao đổi đối với trọng tài bàn Nguyễn Ngọc Khánh. Văn Thiết đã có một động tác không đẹp. Như vậy là trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn cũng đã yêu cầu mang kháng thương vào sân. Sẽ có thẻ dành cho Văn Thiết. Một tình huống xử lý có phần nóng này của trung vệ mang áo số 55 bên phía đội chủ nhà. Và lúc này thì cầu thủ Viettel đang có được lợi thế dẫn bàn. Như vậy là thẻ đỏ dành cho Quang Nam. Quang Nam đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trong hiệp 1. Và lần này thì tiền đạo mang áo số 18 của đội khách phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng nữa, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Có vẻ như là sau khi hội ý cùng với trọng tài bàn Nguyễn Ngọc Khánh thì trọng tài chính Nguyễn Hữu Tuấn đã cho thẻ vàng cả hai cầu thủ, cả Văn Thiết bên phía đội chủ nhà Viettel và cả Quang Nam tiền đạo vào số 18 bên phía đội khách. Cầu thủ Phú Yên đang có những phản ứng rất quyết liệt. Như vậy là một thành viên trong ban huấn luyện của cao thủ Phú Yên cũng đã bị yêu cầu lên khán đài. Chúng ta cùng xem lại hành động không đẹp của Văn Thiết. Một hành động mà nếu như xem lại pha quay chậm như thế này thì chắc chắn là trung vệ mà số 55 của Viettel sẽ bị xử lý rất nặng. Tuy nhiên đây là tình huống mà trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn lại đã xác định lỗi của cả hai cầu thủ này. Và Quang Nam đã phải nhận thêm chiếc thẻ vàng thứ hai trong hiệp 1 của trận đấu. Thì Quang Nam và trung vệ Văn Đông bên phía cao thủ Phú Yên là hai cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng. Cao thủ Phú Yên sẽ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Phút thứ 78 của trận đấu, ném biên dành cho cao thủ Phú Yên. Quang Nam vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra với mình. Vấn đề về trọng tài tại V-League, tại giải hạng nhất quốc gia ở mùa giải hôm nay